Lời đầu tiên Úc Vũ gửi lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe đến anh chị em yêu thích cây linh sam. Thì hôm nay là 14 tháng 12 năm 2022. Thì kênh của mình là thường thì chuyên nói về cây linh sam. Bây giờ là khoảng gần 10 giờ đêm rồi bà con mình. Thì mình vừa tưới cây xong. Thì thường á thì số anh em mình làm cây thì nó là tánh cái tình trạng mà tưới vào buổi trưa, cũng không nên tưới vào ban đêm. Nhưng mà đối với mình á thì nó có tùy theo cái loại bà con mình. Thì cái cây linh sam á thì tưới vào ban đêm á thì nó vẫn được. Đặc biệt là những cái cây mà mình gãi phân, bón phân đang làm cho nó sung tốt á, thì mình nên thường xuyên xả. Cái cây linh sam thì nó ưa nước lắm mà nó không có chịu uống. Thì em nuôi á, anh chị em mình thấy là tưới rất là ướt. Mình bón phân hữu cơ thì có vài anh em hỏi là sao mà cái cây nó sung nó xanh như vậy. Thì mình bón phân phân dơi á, anh chị em mình, nếu mà cái con dơi là cái con bay trên trời á, cái con ăn muỗi á, chứ không phải con dê nha. Nhiều anh em miền Bắc mình ưa bỏ phân dê, phân bò, thì phân đó là ở đây em không có sử dụng. Nếu mình nói nó không ngon á, thì không có chất lượng thì cũng khó nói, nhưng mà em ở đây thì cái phân bò nó rất là rẻ tiền. Nếu mà anh chị em mình bón phân phân bò á, mà bón phân nhiều quá nó sẽ dễ bị lèn đất. Lèn đất có nghĩa là cái chất tổng này nó mau mau dễ ngộ độc hữu cơ và nó mau mau thay. Thí dụ như giờ cái cây như thế này đây, anh chị em mình xài 2 hoặc là 3 năm, nhưng mà mình bón phân bò nhiều quá, nhưng phân hữu cơ nhiều quá thì chất tổng nó sẽ bị mau thay đó. Còn bữa nay cũng có một người bạn nữa, tại vì mình vườn mình linh sam không mà, cho nên là anh em mình không biết là có nuôi được hay không, mà anh em mình tin tưởng cũng hỏi sao mà tôi gãi phân hóa học á, nó bị rụng lá hết. Thì anh em mình lưu ý cái chỗ này nè. Bữa nay là làm cái video chia sẻ cái thực nha anh em mình ha. Còn cái chuyện mua bán cây thì để mình lên mã số sau. Thì cái cây á như thế này đây thì anh em mình xác định là nó rễ rồi nó khỏe mạnh đi, thì anh em mình gãi phân vô, nhưng mà lá nó dính nè, hoặc là mình pha phân đậm quá mình tưới lên lá. Thì anh chị em mình lưu ý là cái phân mà mình vừa đi mình vừa quay đi ha, cái phân á mà bón rễ nó khác. Anh chị em mình mà nếu phân mà bón rễ mà bà con mình đi bón qua lá mình gãi rồi nó dính lá thì nó cháy lá là phải, là do cái hàm lượng mà phân bón qua rễ nó rất là cao. Bón gốc á, bón gốc nha anh chị em mình ha, thì mà mình bón dính lá thì nó sẽ bị cháy lá. Cây này cây siêu bông nè, không tuyệt vời không, mình quay xa cho bà con mình. 10 giờ đó. Thì như vậy đang quay cái hỏi cái mất cái tinh thần hết. Thường thường cái ý tưởng mà làm video á, con người ta nó có ý tưởng và có cái nguồn cảm hứng, y như cái khi mà bà con mình sáng tác ra một tác phẩm mà bài văn hay là những cái gì đó thì nó cũng phải có cái hứng. Anh em mình ví dụ như giờ mình cầm cái máy mình quay, mình không có soạn giấy tờ sẵn, nhưng mà phải có cái nguồn cảm hứng. Cảm hứng đó là một là có cái người hỏi, hai là mình phải có cái niềm đam mê. Anh chị mình thấy mình đang quay cái có người hỏi cái là bắt đầu ngắt ngang liền đó. Thì như vậy cái phân đó, nó có mình phải hiểu về phân rồi hiểu cái giai đoạn nữa bà con mình. Nhiều anh em mình không có nắm được cái giai đoạn á. Mình nuôi cây á, thì cũng mình cũng có bán cây phôi á. Nhiều anh em mà nuôi về cái nó bị hao,
bị hao là cái chuyện tất nhiên rồi. Nhưng mà anh em mình lưu ý, cây phôi là phải bị hao thôi, mình mua cây thành phẩm hay cây cây mà nó sống khỏe nó khác. Cái chuyện đó là mình không có phiền vào cái shop bán được. Ví dụ như như vậy nè, như vậy thì cái khả năng chết nó rất là thấp, đi 5-10 ngày cũng không sao. Thì anh em mình nếu mà dân mới vô nghề thì mình sẽ vô mua những cái cây này rồi về mình mới tỉa ra, rồi bắt đầu mình sửa, mình cắt dáng cắt phôi ha. Còn ngon nữa thì mình mua những cái cây như vậy đó, bỏ qua cái chuyện mua bán đi ha. Thì bà con mình nuôi về cây linh sam thì thật ra nó rất là dễ anh em mình. Nhiều anh em mình muốn chơi cây linh sam mà không biết cách nuôi, và nó tùy theo cái vùng miền. Thì thật ra là em Vũ cũng muốn hướng dẫn, rồi muốn 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 chỉ giúp mà cho bà con mình cái phần nào đó. Tại vì cái trình độ mà nghe đó, người ta khác nhau, và cái vùng và cái thời tiết nó khác nhau, em Vũ cũng khó mà mình chỉ giới hạn ở cái cách chăm sóc riêng của mình thôi. Tức là ở ở đây á, là em tưới thứ nhất là nguồn nước sông. Thì những cái vấn đề này mình cũng nói đi nói lại, nhiều khi nói thế nào cũng phải thấm. Tại vì anh em mình mà nếu mà bà con mình muốn chăm sóc cái cây á xuân tốt thì phải thường xuyên xem video của nhiều anh em mà có nghề. Anh em mình lưu ý nha, xem video của anh em có nghề, người ta nuôi được người ta mới chỉ cho mình, rồi bắt đầu từ đó mình mới dựa vào đó và mình làm. Mà mình làm là mình phải trải nghiệm nữa anh em mình. Cái bài học nào cũng vậy ha, phải áp dụng nó chứ. Bây giờ không không có phải mà chuyện đơn giản, mà anh em mình thấy người ta nói như vậy mà áp dụng cũng chưa chắc nha. Cho nên là mình xem mang tính chất tham khảo để mình lượm lặt kiến thức. Thì em đây thì hồi đó cũng đi học kiểng á, mình kể là để mình giúp cho anh em mình mới vào nghề định hướng được cái chuyện mà xem á. Ví dụ như mình coi cái đôn nè, cái chậu nè, cái chất tầm của người ta là cái gì. Nhiều anh em nói là giờ sư dừa giỏ tấu với cát là đủ, không phải vậy đâu anh em mình, phải coi những cái cây thành phẩm người ta đi thi kìa. Có vài anh em nói tôi vô là cát không à, là cũng không đúng nha. Cát á, là cái ưu điểm đó là thoát nước tốt, nhưng mà nó không giữ được chất dinh dưỡng, nó không có giữ được chất dinh dưỡng. Mà giữ chất dinh dưỡng là cái gì? Giữ chất dinh dưỡng là chỉ có loại đất là giữ chất dinh dưỡng tốt nhất. Thì mình đặt câu hỏi là khi mà những cái cây thành phẩm người ta nuôi bằng cái gì, anh em mình lưu ý những cây thành phẩm người ta nuôi cái gì, và những cây phôi người ta nuôi cái gì, khi mà cây phôi người ta nuôi cái gì, khi người ta xử lý rễ người ta nuôi bằng cái gì. Thì mỗi giai đoạn nó phải nuôi cái chất tầm khác nhau, chứ anh em mình cứ nghĩ cứ nuôi cát không thì không đúng, không đúng à, không không có đúng tầm tâm đó. Nó tùy theo giai đoạn anh em mình suy nghĩ. Thì mình khỏe mạnh thì mình ăn cơm, mà mình bệnh thì mình ăn cháo. Mà bây giờ nói ăn cơm không cũng không đúng, mà nói ăn cháo cũng không đúng, tùy theo cái giai đoạn nó. Và bón phân cũng vậy anh em mình, có cái những cái mà phải có kinh nghiệm mới được, là ở chỗ là dù bón phân là phải xả nè, xịt thuốc cũng phải xả nè, rồi thuốc gì pha thuốc gì, nó nhiều vấn đề lắm. Mà bây giờ làm cái video mà trong vòng 15-20 phút mà nói hết không thể nào nói được, và không biết là thiếu ở giai đoạn nào đó. Cho nên là đây cây này, thì không lẽ giờ chắc tối mình quay cái bà con mình ngắm chơi mà có mấy cây ngắm đi ngắm lại, ngắm đi ngắm hoài hoài biết cơ, là cũng cũng không có đã nữa. Phải ở gần á, anh chị em mình có dịp mà xuống em á giao lưu, mình coi mình ngắm chơi. Nhưng mà mình cũng không thể nào so sánh với những cái cây của những nhà vườn khác được.
nhiều khi người ta có tiền á, người ta bỏ tiền lớn tiền ra, người ta mua rồi người ta chơi cũng được, nó tùy theo cái giai đoạn mà tùy theo. Đây cây cây này nè, những cây này là nuôi từ phôi lên nha bà con mình, nuôi từ phôi lên tạo chi tạo cành. Tàn rất là lớn. Thì năm nay cái tình hình mà kiểng thì chắc cú là sẽ ra chậm hơn mỗi năm. Bình thường những cây thế này đây là bán rất là lẹ và giá cả nó cũng được lắm, nhưng mà năm nay nhiều cây mình thử mình bán vốn cũng chưa chắc là bán được, do là cái kinh tế hay là do vấn đề gì đó, nhưng mà mình thì không sao. Cứ ví dụ như cây này đi, mình bán được thì mình bán, không bán được thì mình tỉa mình nuôi tiếp. Bữa nay tỉa mà nó cũng gần ra tượng rồi, một con mình thấy không, ra cái tượng này. Đấy, cái cây thì mình phải thường xuyên mình tỉa tóm rồi mình chăm sóc nó, mình tưới nước. Nhiều anh em cây cứ nghĩ nó là một ngày tưới, mình phải kiểm tra. Ví dụ như cây nó khô là mình tưới, khô là mình tưới, chứ không phải dặn ngày tưới một lần là cứ ngày tưới một lần, mưa cũng vậy mà nắng cũng vậy là cũng không đúng ha. Đây là cây mai chiếu thủy, cây này thì mùa dịch tới giờ, cây gò công mà con mình vườn đúng có cây mà. Còn mấy cây kia cây phôi thì cố cố tình đó là mình nuôi để mình để cho có, còn cây phôi với mình nhiều lắm thì có thể qua Tết mình bán phôi linh sam nè, bán phôi mai chiếu thủy nè, mà thường thường ra số lượng thì mình để tính toán một bài toán là anh chị em mình dành cho những bà con mình mua số lượng nhiều, thì tại lúc nào cũng phải có hai cái giá bà con mình. Sỉ lẻ thì không thể nào bằng giá được ha, đó là quy tắc mua bán. Ví dụ như mình mua lẻ thì phải nhích hơn xíu đó, cho nên nếu mà mình bán sỉ mà mình bán bằng với giá lẻ thì mình sẽ không không có bán sỉ được đó, cho nên là cái đó chuyện đó là tất nhiên nha. Cái cây này thì mình cũng nói cái ý định nó, con người ta nó thay đổi lắm. Thí dụ đầu năm là ngày xưa là nó không có cành này, mình phân tích cái cây này đi, ngày xưa là không có cành này, nó có một bên đây à, nó tống lỏng này, thì từ cái cành này nó ra rồi bắt đầu mình có ý định là mình phân, qua năm mình phân cái đế này nè. Nhưng mà bây giờ mình lại suy nghĩ nữa là bây giờ phân lại rồi mình bán được nhiêu mà để gì là nó có xấu hơn không đó, cho nên là thôi bây giờ cái cây tàn như thế này đây thì không phân luôn, vì là thay chậu thôi, còn mấy phân gì chứ, tức là mình tính bấm rễ sát rễ như vậy nè anh em mình ha, bấm sát rễ như gì mà bấm sát vậy thì chắc cái gì nó đẹp nó, cho nên là cái kiển là cái nghệ thuật nó như bức tranh vẽ vậy, nó cũng cố gắng là không có cái nào giống cái nào thì nó mới mới tạo ra cái đẹp được. Cái đó là quan điểm của từng người nha, em không nói là em nói đúng, nhưng mà cái đó là ý cá nhân thôi, và con mình phải có cái sự sáng tạo nữa. Chứ bây giờ nói cành dương cành âm thì hai ông dựa vào sách vở, còn ông dựa vào kinh nghiệm, hai ông sẽ cự với nhau mà chẳng gì quan trọng hết. Bà con mình nếu mà anh em mình nuôi á, nuôi để chơi á, nuôi để chơi tức là nuôi để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, thì anh em mình cứ thấy cái nào mình cảm thấy mình sửa, mình thấy khoái mình chơi, có thể học gì những cái gì đẹp của người ta mình học nếu mà mình chơi. Còn nếu mà làm kinh tế, nhiều khi mình làm đẹp chưa chắc thì mình bán được bà con mình, mà nhiều khi mình không có làm mà mình bán vẫn được ha. Nên mình xác định, ví dụ như mình làm kinh tế hay là mình nuôi mình chơi á, cho nên là cái chơi nó khó lắm. Cái nào cũng đúng, mỗi một người người ta mua một cái cây người ta đều có lý do, điều cái lý do riêng của người ta. Ví dụ người ta sắm cái này, có nhiều khi người ta mua vì cái tình cảm của anh em, cái niềm tin, hoặc là mua để giao lưu, hoặc là người ta nhà người ta chưa có cái dáng này người ta mua nó. Còn bây giờ có nhiều anh em hỏi, Vũ ơi, giống như cái cây của người ta nha, gửi qua em hỏi, ủa Vũ ơi cái cây này nếu mua khoảng mua nhiêu được, thì em cũng cảm ơn anh em mình có cái niềm tin
đối với em, nhưng mà em không có thể nào mà em định giá cây của người ta được. Mặc dù em biết, cho dù em nói chính xác 90% luôn cũng không nói được, nó cũng sai. Tại vì đó là cây của người ta. Anh em mình cứ yêu thích, anh em mình cứ mua. Anh em mình cứ vừa túi tiền, vừa cái túi tiền, vừa cái nhu cầu của mình, và mình hiểu về cái cây đó mình mua và cái kinh tế của mình nữa. Đó. Cho nên là cái chơi này nó khó nói lắm, mà em thì không có dám góp ý ở cái phần định giá này. Cho nên là anh em mình có coi tới cái video này thì thông cảm cho em ha. Đó, ví dụ như cái cây của mình đó thì mình định giá được, mà cũng chưa chắc gì chính xác đó bà con mình. Nhiều khi thí dụ như bây giờ vườn nó còn nhiều thì mình bán giá rẻ, nhưng mà nhiều khi còn một hai cây, hay là mình để mình chơi thì nó giá nó khác. Anh chị em mình có để ý là bữa nay là những cái cây mà nó hấp thụ phân đó. Mấy ngày trước nha, mấy ngày trước là mình chưa có gãi cái sơ dừa vỏ tấu này nè, thì cái cây nó khác. Anh em mình bữa nay là thấy cái cây nó khác, cho nên là bà con mình mà nuôi được cái cây á, thì nó đã lắm. Nó đã, cho nên là mình phải có cái động lực để mình. Sắp tới thì hàng của em như thế này đã nhiều, thì bây giờ để nguyên gì thì cũng khó cho anh em. Nếu mà anh em mình tới nhà thì nó dễ rồi, còn hãy bán trên xa thì có thể em tỉa sơ sơ và em cố gắng em định giá giá rẻ, tức là giá mà cũng lời mỏng mỏng, mình lấy số lượng đi. À, quan trọng là ví dụ như bà con mình không thể những cái hàng này mình quay kỹ được, bà con mình sẽ nhìn mình định giá. Anh chị em một là theo cái túi tiền, giá tiền đi, đó rồi mình mua thử ha. Mình mua thử, mình cảm thấy là những cái phôi mà dài 8.000 á, dưới 1 triệu trở lại, thường thường em bán là lô khoảng 1 triệu trở lại à. Cái phôi mà anh em mình cảm thấy là rẻ vừa giá thì lần sau tới nữa, còn bà con mình cảm thấy nó mắc thì thôi cứ tham khảo, đợi khi nào rẻ mình mua. Nói chứ gì bây giờ có một số bà con mình mua cây cây giống bên em, mua có 5-10 cây à, sợ chết rồi bắt đầu mua, lúc mua thì Vũ ơi nhà anh ít cây lắm, mua 5-10 cây gán đi, bán cho anh 20.000 cây, 10 cây 200.000, rồi bắt đầu gửi qua cái Vũ ơi đi tới đâu rồi lâu quá. Thì biết là anh em mình mua hàng cũng đợi chờ, nhưng mà nhiều khi giờ đơn hàng có 200.000 à. Miền Trung miền Bắc là 5 tới 7 ngày đặng bà con mình. Thường thường em bán em nói trước mà giờ mới có 3 ngày bắt đầu hỏi em không có giải quyết được cái chuyện đó. Cho nên là bà con mình mua hàng của ai thì mình phải tìm hiểu, đặc biệt mấy chị em phụ nữ. Em nói thiệt, nếu mà bà con mình coi tới giờ phút này, em sợ bán hàng cho phụ nữ nhất. Bán mấy anh thì không sao, mấy anh là biết. Đừng đây cái cây này hơi nghiêng, có cành kim song hình không à, con cây siêu bông thì hồi nãy cũng có người nói à Vũ ơi bây giờ mấy giờ mà quay video vậy. Thật ra là làm YouTube á, không phải mình quay như gì thì bà con mình coi có được bao nhiêu tiền đâu, kiếm bấm kiếm tiền bạc kiếm tiền được bao nhiêu đâu, không có bao nhiêu tên, một tháng có mấy trăm mà. Chủ yếu là cái niềm đam mê và cái nghề đó bà con mình mua bán mình làm nay hơn 10 năm rồi. Cái này mà không có niềm đam mê là anh em mình không bao giờ, nếu mà làm vì tiền là không bao giờ phát triển được, nó khó phát triển. Thứ nhất là phải có niềm đam mê, thứ hai phải yêu nghề và có cái kêu bằng cái học thuật để chi, để mình mới theo theo dõi bền được. Em nói thiệt chứ bà con mình á, thường á là làm YouTube á, mình quay nhiều vườn á, thì nó dễ hơn bà con mình. Còn quay một vườn á, ở nhà mình có nhiều cái mình quay đi quay lại nó khó, rất là khó luôn. Bây giờ anh em mình nghĩ coi, quay cái cây gì anh em mình nói làm sao, à hướng dẫn chia sẻ làm sao, đúng không?
Nhiều khi nói những cái mà người ta biết rồi thì nó quá bình thường. Đây là cái cây này, cây siêu bông nè. Anh em thấy cây siêu bông bữa nay lá nó đẹp không? Thì do là lá mới, em lại lá, nó thay lá lại á. Lá son non xanh không? Cái cây này không phải là cái cây đẹp, cây này là do nó già. Mình để mấy em kia không có đường đi. Bên đây là mặt hậu nè. Do để không có đường đi do. Tuyệt vời chưa? Mình xăm 86 nè. Thường thường á mình quay cây á, mình không có muốn tắt máy bao giờ, mà không biết anh em mình coi anh em có tua nhanh hay là như thế nào đó, thì cái chuyện đó là tùy cái hợp gu với nhau. Cây kiểng ha, cây kiểng bán là thứ nhất là cũng ngay cái duyên, cái duyên tức là cái duyên mà mua bán với nhau. Thứ hai là cái thích của cái cây á, nhiều khi nó chứ không phải ai quay nó cũng người ta coi đâu. Đó. Đã chưa, kim song hình đó bà con mình. Mình thật ra là những cái cây này á, mình nuôi 4-5 năm rồi, quay quay cho bà con chơi thôi, chứ mình không có muốn, không phải nói là không có muốn bán đâu, không có muốn bán đâu. Bán không được không sao hết, tại vì những cái cây thành phẩm này nuôi rất là lâu, 4-5 năm rồi nó có được cây như thế này đây. Cho nên là quay thì quay là quay chủ yếu là tạo động lực cho anh em mình mua phôi thôi. Cây phôi đương nhiên nó rẻ, nhưng mà bà con mình nuôi rất là lâu. Cây thành phẩm thì mua một cái một có gì chơi rồi, nhưng mà giá nó mắc. Là tiền nào của nấy mà. Anh em mình nghĩ nuôi 4-5 năm. Em xây mặt tiền cho bà con mình rồi. Cây này là tác phẩm tàu kéo xe nè, mình xăm 86. Từ một cái cây mà có vài trăm ngàn tới 1 triệu mấy ha, rồi bây giờ nó lên nữa. Đầu tiên là cái nhánh chiết, anh em mình nghĩ cái cây này là cái nhánh chiết mình bán có 5-10 ngàn, mình nuôi 4-5 năm nuôi bà lớn. Sung 86 như thế này đây là thị trường nó hay hiếm lắm nha. Em biết là nhiều người cũng có linh sam lắm, nhưng mà có cái bài già thế này đây hiếm lắm, rất là hiếm luôn. Bây giờ tối mà mò 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 ở ngoài cây, thấy không? Bây giờ tối mà mò 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 mấy cái cây này. Tuyệt vời. Cây này là còn non ha. Non tức là nó còn ôm dây anh em mình. Tám sáu nè, mới sửa nè. Thì bữa nay cũng có mấy người chụp màn hình những cái cây phôi lung tung beng này, thường thường nó không có lên mã số, khó lựa lắm. Cho nên là mình nhiều anh em mình chụp màn hình, nếu mà em tìm không ra thì thông cảm cho em nha. Cây nào em thấy thì em biết thì em bán, còn chụp màn hình nó nhiều cây phôi quá, ví dụ như những cái cây mà như thế này nó dễ nè. Cây mai nè, bây giờ ở dưới quê là bây giờ này là người ta ngủ hết rồi, con mình ngủ hết, im ghê hết ha. Mà giờ em còn ngoài sân em quay 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 em nói chuyện mình không có dễ đâu nha, thấy gì chứ không có dễ, là chỗ coi có niềm đam mê có độ điên ha. Cây phôi này thì để mình đanh đắng mã số có thể bán theo lô, qua những cây này nó bự lắm mà. Này, bự mà già lắm mà con mình. Cái lô này rất là già. Lên sâm siêu bông mà lên cây đã lắm. Những cái cây này thì ngày mai mình tỉa sơ sơ có thể là phân theo lô và giao lưu với bà con mình đây. Để nguyên như vậy thì dễ giao lưu nha. Còn tỉa tống quá, ví dụ như tỉa mình chừa chi cành để mình sửa được, nhiều anh em mình không có biết làm sao mà ấy. Này, những cái cây này thì nó rẻ nè.
phân heo lô đó mình bắt đầu giao lưu cho bà con mình. Anh em mình biết là cái cây như vậy đó, mình bứng về, bứng ở bên vườn về bắt đầu mới xử lý rồi mới vô. Mà ngày mai mình bắt làm nguyên bài cây rồi, nguyên bài cây là mình tự mình làm để mình có thể mình quay trực tiếp cho bà con đam mê coi đó. Cho nên là có thể không có video đưa lên ha, chỉ có video này thôi. Thấy chưa? Thì cảm ơn anh chị em mình mà đã tương tác, đã giao lưu và theo dõi em trong suốt thời gian qua. Thì chắc cũng nhờ kênh YouTube mà anh em mình có dịp kết nối và trò chuyện với nhau ha. Thì như vậy đi. Rồi bây giờ khi nào mình ở không mình rảnh á, mình đăng lên. Chứ ngày mai là vô đợt mình làm cây phôi à. Cho nên là anh chị em mình có thể chậm chậm nha. Chậm chậm ha. Mình đặt cây phôi mình làm rất là nhiều cho nên là không không có thời gian luôn á. Rồi. Thì mình xin gác máy tại đây nha. Mà hẹn gặp lại anh chị mình trong lần sau ha.